Anh quay rửa ra đi rồi ăn nhé. Anh quay giờ đang đói lắm rồi, bởi vì anh quay từ sáng đến giờ cũng chưa được ăn cái gì này. Anh phải lắp lều này, anh ấy phải lắp lều cho bọn chị đấy, bọn chị không hề biết lắp lều nhá. Anh lắp lều cho bọn chị này, anh làm rất nhiều thứ nên là bây giờ cảm ơn Sushi nhá. Đấy, và bây giờ Sushi đã làm cho anh quay một chiếc bánh rồi. Bánh của em đâu? Đây, bây giờ bạn Su sẽ tự làm bánh cho mình. Còn bọn chị đây, ai cũng có bánh rồi. Anh quay ăn thử đi xem của bạn Su làm có ngon không? Nếu mà các em có điều kiện thì đi chơi bạn Su của chúng ta kìa. Đó. Và các em biết kia là ai không? Kia là một người thầm lặng luôn quay những video rất là đẹp cho bọn chị đấy. Anh ấy đang điều khiển cùng với Su. Đó. Thôi Su, thôi cảm nghĩ của Su thế nào khi đi xe? À, rất thích. Yeah. Từ. Đó, bạn Su của chúng ta đang tắt hết một. Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay các bạn cùng đi cắm trại với mình nhé. Và chị Ma Khang đang sắp đồ với các bạn. Chờ một tí nhé. Ra đây, ra đây, xin mời, ra đây sắp đồ cùng chị này. Hôm nay á, các em ơi, hôm nay bọn chị không đi quay. Bọn chị hôm nay đi cắm trại, nhưng bọn chị sẽ quay một ngày đi chơi của bọn chị nhá. Hôm nay bọn chị mua rất nhiều bánh này, xuống dưới tiểu bánh với các bạn ấy. Các bạn ơi, cắm đây là bánh. Có rất nhiều bánh ngọt này, bim bim này, coca này, và sữa. Sữa Lucy Food. Bọn chị hôm nay quên, bọn chị còn mua cả đồ ăn sẵn này. Đó. Đấy là pate đó. Pate và thịt hầm. Pate đó con, anh em được á. Làm đất, lấy một nửa bánh mì xong rồi nhét pate lên. Đúng rồi, đây, kìa đây. Ra. Mắt của em phải lấy dao. Đúng rồi. Các em nhìn thấy không? Ở đây xung cảnh rất là đẹp. Có rất nhiều bạn bảo với chị là chị ơi chị quay một ngày đi chơi đi. Là thực tế nữa, không quay clip nữa, sẽ là quay đi chơi. Thì vậy hôm nay bọn chị đi chơi, các em nhìn bạn Sushi có khác không? Xung quay cho bạn nhìn. Yeah, hôm nay bạn ấy không hề va chở nữa nhé các em nhé. Vừa quay, quay ra, quay ra, quay lại em quay. À, bạn Sushi của chúng ta rất thích vào lều các em ạ. Các em nhìn này, hôm nay bọn chị sẽ đi chơi đấy, các em nhìn thấy không? Một chiếc lều rất là xinh xắn. Sushi, Sushi có cảm nghĩ gì về cái lều nào? Dạ, rất vui. Và bây giờ em đang ngắm phong cảnh nhé. Em ơi, chiếc lều này rất là xinh, màu cam và màu xanh đấy. Ở em đây ra đây. Nóng quá. Nóng quá hả? Hôm nay trời rất là đẹp. Ở đây có rất là nhiều cây xanh. Cuối tuần mà chúng ta cùng gia đình ra đây mà du lịch thì chị thấy đúng rồi, chị thấy rất là thích các em ạ. Các em nhìn thấy không, xung quanh này có rất nhiều các bạn này, các gia đình này và các anh chị ơi. Được rồi, đấy bạn ấy có cái mòm, bạn ấy mới mua nên là bạn bắt chị phải trông đấy. Bao nhiêu thứ quan trọng không trông mà chỉ trông mỗi cái mòm mà thôi đấy. Ở đây luôn nha. Đấy, ra đây em anh ngồi. Đấy, bây giờ bạn ấy mới được ngồi trong lều nên bạn ấy rất là thích. Chị nhớ là lần trước đi cắm trại thì bạn ấy cũng thế, chỉ thích ngồi trong lều thôi. Em nhìn này, hôm nay bọn chị chuẩn bị rất là nhiều bánh. Bánh rất là xinh xắn luôn, một chiếc bánh hình bông hoa nữa cơ. Em nhìn này. Đấy, bánh này hình xúc xích này. Đó, bánh sừng bò ăn xong sẽ là con bò. Đó. Đây bánh sừng bò đấy chị này. Đấy là bánh sừng bò đấy. Còn đây là chiếc bánh mà bạn Su của chúng ta chọn. Rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Sao Su lại ném như thế? Chị mang cả khay đi để chúng mình để đồ ăn cho nó dễ hơn. Ít nữa chị sẽ bóc pate ra và chị sẽ phết vào đấy. Thì nó sẽ rất là ngon. Su ơi, Su cũng muốn ra phết thử không? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Này. Hôm nay chị sẽ cho bạn Su làm tất cả mọi thứ luôn. Sao thế? Bởi vì bình thường em đâu có làm đâu, đúng không? Hôm nay em sẽ làm nha. Để chị sẽ bóc, em ăn bánh. Em một mình đi. Đây, pate nhá. Những cái này thì các em sẽ phải nhờ đến người lớn giúp hộ rồi. À, pate rất là ngon luôn. Để chị lấy cho không rồi. Không biến thế nhé, để hai miếng. Rồi, ok. Đây, Su đây. Cái thìa. Đây là cái thìa và chúng ta sẽ dùng đến cái thìa để chúng ta phết pate lên nhé. Còn đây là thịt hầm. Đó. Rất nhiều vào em. Em ơi, các em nhìn bản xô của chúng ta sẽ phết pate này các em này. Đấy. Đúng rồi. Hết nhiều nữa vào em. Ít thôi. Vì em không thích. Không hề dễ đúng không các em? Không hề dễ đâu. Không hề dễ đâu. Su nấu cảm nhận của Su đi xem nào. Rất là thích. Ít pate quá không chị? Có quá ít luôn. Chị nghĩ là nó phải kín cả pate luôn đấy chứ không làm như thế đâu. Đây, em cho vào cái đĩa này. Chị lấy giấy nhé. Đó. Em ơi, mình sẽ cho vào đây, nó sẽ có cái độ cứng này để mình phết dễ hơn.
mình được biết kín ba tê luôn các em ạ. Bạn Su thực sự 5 tuổi nhưng bạn ấy không biết làm một cái gì mấy em, bởi vì thời gian bạn ấy dành đi học rất là nhiều, em thấy đấy. Thế nên là bạn ấy cũng rất là nhỏ, nên là chị đa số làm mọi việc chị sẽ làm giúp bạn ý. Hôm nay là lần đầu tiên bạn được phép ba tê này, bạn ấy được làm những cái việc mà thường ngày bạn ấy không bao giờ làm đúng không? Em được phép ba tê ở lớp em ạ. À đúng rồi, ở lớp thì các bạn ấy được làm ấy, ở lớp Su có rất là nhiều trải nghiệm thích thú nhé các em. À. Bạn chị rất là thích ăn sầu riêng nên chị đã mua một cái bánh sầu riêng. Nhanh lên, đưa đi xem nào. Chị bảo là biết kín mà. Ừ, em phải biết kín mà. Đó. Em nhìn bạn Su của chúng ta làm có khéo không? Rất là khéo luôn đấy. Từng chỗ một. Mà chị nghĩ là nó sắp bục với nơi rồi, bởi vì Su cho chỗ đấy nhiều quá, đúng quá. Đúng không? Đúng. Em ơi, ra đây khung cảnh rất là thích em ở đây, là công viên Yên Sở đây, cái chỗ mà bọn chị thường hay quay. Nhưng mà sao em không em ở chờ một lát, thường thì bọn chị sẽ quay bên phía bên kia, bởi vì phía bên đấy thì nó là khu mà người ta nhà ở này rồi công ty nhiều hơn, còn bên này thì là dành riêng cho những đồ nướng. Em nhìn thấy ở đằng kia có rất nhiều anh chị đang nướng ấy. Đấy, đây là khu này là khu nướng nhá các em nhé. Vì vậy mà hôm nay bọn chị sẽ không đi quay, mà bọn chị chỉ là quay thực tế, là bọn chị đi chơi thôi. Đó, còn bên quay em nhìn phía bên kia kìa, xa tít bên kia kìa. Đấy, nó cũng là cổ của bên đấy hết. Rồi nó không đi lên sở của chị mình ở đây hết. Đây kìa. Rồi. Chị bốc tay chị phết. Bạn Su bảo chị đang bốc tay để phết lên đấy. Nhưng mà chị để cho bạn Su làm hết, hôm nay bạn Su sẽ làm cho chị ăn. Và hôm nay chị sẽ không làm gì hết, mỗi ngày chị sẽ làm cho bạn Su rồi, đúng không? Thôi đây cái bánh của chị. Ok, nhưng mà chị thích ăn nhiều pate. Đưa chị bảo nhá, đưa chị dạy. Các em ơi, đấy các em thấy không? Phép pate cũng không phải là đơn giản nha, các em nhìn chị này. Chúng ta sẽ phải sắn một miếng pate ra như này. Ta để lên bánh. Nặng yên để chị làm cho mà xem. Và các em sẽ phải dàn đều ra như này, chứ đừng như bạn Su nhé. Đấy, bạn Su chưa có kinh nghiệm đâu, lần đầu tiên chị cho bạn ấy làm thử thôi. Đấy, các em nhìn này. Nhưng mà lớp em chỉ cho một tí nữa. À, nhưng mà đấy là lớp của chúng mình đi chơi, ở nhà thì chúng ta sẽ... Được rồi. Đấy, được rồi, cái bánh pate thế này thôi em. Và chúng ta sẽ kẹp một miếng khác lên như thế này. Đó. Không lẽ là gấp lại. À, thế thì em gấp lại, em ăn gấp lại thôi. À, nếu mà gấp lại thì mình chỉ cần cho một nửa thôi, cho như thế này thì hơi nhiều. Đây, và Su của chúng ta thì gấp lại như thế này. Cho chị sẽ ăn thử sản phẩm của Su nhé. Nhìn ăn đang ngon tuyệt luôn. Ngon không em? À, và có một điều này nữa. Đi chơi như này chúng ta có mang rất là nhiều nước củ các thứ loại luôn, chị cũng thế. Và thậm chí chị còn mang cả nước đi để chị pha cà phê món mà chị rất thích. Su làm xong chưa? Su ơi, Su làm cho anh quay một cái đi, chị thấy anh quay đang đói lắm rồi ấy. Các em nhìn thấy là Su hôm nay khéo chưa? Su hôm nay rất là khéo luôn. Su ơi, ngon lắm luôn ạ. Còn Su của chúng ta thì sẽ ăn gì? Đây em cho vào đĩa này dễ hơn. Đó. Anh quay giờ ra đi rồi ăn nhé. Anh quay giờ đang đói lắm rồi, bởi vì anh quay từ sáng đến giờ cũng chưa được ăn cái gì này. Anh phải lắp lều này. Anh ấy phải lắp lều cho bọn chị đấy, bọn chị không hề biết lắp lều nhá. Anh lắp lều cho bọn chị này. Anh làm rất nhiều thứ nên là bây giờ. Cảm ơn Sushi nhá. Đấy, và bây giờ Sushi đã làm cho anh quay một chiếc bánh rồi. Bánh phải em đâu? Đây, bây giờ bạn Su sẽ tự làm bánh cho mình. Còn bọn chị đây, ai cũng có bánh rồi. Anh quay ăn thử đi xem của bạn Su làm có ngon không? Rất là ngon. Rất là ngon. Bạn Su rất là khéo tay luôn. Đấy, bây giờ được bạn Su bán làm cho bạn ấy ăn đấy các em. Đây là Coca này. Anh ơi, anh uống với Coca này anh này. À, cảm ơn nhé. Sữa của bạn Su đây. Su ăn và sẽ uống sữa nha. Các em có hay được đi chơi không? Chị nghĩ là những bạn mà trên thành phố thì rất là hay được đi chơi, còn những bạn ở quê thì nhiều lúc không có điều kiện, bởi vì là bố mẹ còn phải đi làm nên là không mấy khi có những điều kiện mà đi chơi xa nên là. Nhưng mà các em cố gắng học hành thật tốt, và để đến hè thì bố mẹ sẽ xin bố mẹ cho mình đi đâu chơi cũng được. Đấy cũng là một trải nghiệm rồi. Đi ra ngoài chơi như này cũng là một trải nghiệm rất là thú vị cho các em đúng không? Xung quanh có cây cối, có hồ nước, chúng ta có thể tung tăng chơi thoải mái ở đây. Hôm nay đáng lẽ nếu như mà trời mà nó đẹp hơn là chị dẫn theo cả em bông của nhà chị đi đấy. Chị có một bạn bông rất là xinh, bạn ấy chạy tung tăng khắp nhà luôn. Hôm nào đấy chúng mình sẽ cho bông đi chơi nhé. Yeah, bông nhà em. Bông nhà em. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào lều xem thế nào. Cho chị đã vào đâu, còn đây giờ chưa vào đâu. Chúng ta vào đây. Yeah. Thích lắm. Ôi thích lắm. Hai chị em mình sẽ ngồi đây chơi một trò chơi gì đi.
Em thích làm gì? Trời ơi các em ơi, bạn Su của chúng ta hình như là bị nghiện lèo quá rồi nên bây giờ không chịu làm gì, chỉ thích ngồi ở trong này thôi. Chơi trò chơi, thỏ ăn cỏ chui vào hang. Nào, yeah, ai thua sẽ bị búng chán nhá. Nào, ai bảo cho em đọc trước. Thỏ đi. Ăn cỏ. Chưa ăn. Thỏ ăn cỏ, chưa ăn. Không, hang sai, hang ở nách mà. Không à. Chơi rồi chơi chuyển mà. À chơi chuyển được à? Ừ, nào lại tiếp. Thỏ ăn cỏ, chưa hang. À. Sao lại chưa hang trên đầu? Không. Ừ. Chơi chuyển mà. Không chơi chuyển mà chơi cố định thì mới bắt được rồi. Bốn cái. Thỏ ăn cỏ, chưa hang. Thỏ. Ơ, thỏ. Nào hai chị em mình thì chị đọc cho nhá. Nào chuẩn bị. Thỏ ăn cỏ, chùa hang. À! Búng luôn. Em đã búng luôn mà. Ơ, à thế à? Nào chơi lại nào. Thỏ ăn cỏ, chùa hang, chùa hang. Thỏ ăn cỏ, ăn cỏ, ăn cỏ, chùa hang. À, xú sai. Ơ, thế gì chả làm để em chả theo đi. Nhưng mà em làm theo là sai, phải theo lời chị nói chứ. Em thua chị rồi. Ê, tự đúng rồi thôi. Này, chơi trò này chán lắm, bây giờ chúng mình đi ra ngoài xem cây cối đi. Nào, đến đây chơi rồi thì phải đi chơi chứ. Không có nằm đây đâu. Nào, đi. Đấy, à, hai chị mình ra đây sở dậy. Wow. What? Trời như kiểu sắp mưa luôn. Su, nhanh. Xem xung quanh ở đây đông mọi người không nào. Ngoài mát quá. Ra đây, không cần kéo đâu em. Ra đây, chị đi giày cho. Cầm lên đầu. Ra đây nhé. Yeah. Ngồi xuống. Ngồi xuống không? Em đi làm sao? Kéo chạy. Này. Đấy, làm chị thật khó. Đâu phải chuyện đùa. Khi em đi chơi, chị xỏ giày cho. Đúng không? Yeah, mình chơi nè. Từ từ. Nó cái này thôi. Đấy. Em nhìn thấy không? Ở đây rất là thích thú luôn. Đó. Bạn Su của chúng ta bắt đầu xeo sờ phì, đúng không? Thích thế, cây cối này. Bao nhiêu luôn. Su ơi, đỡ Su đuổi được chị. Các em ơi, có một điều rất là thú vị này nha. Bạn Su của chúng ta mỗi một lần cười là người bạn ấy sẽ nhún. Nên mà bạn ấy sẽ không bao giờ bạn ấy chạy được nếu như bạn ấy cười. Xuống. Chúng ta hồ đi, sẽ có câu được bắt cá được không? Phải nướng. Chúng mình sẽ đi câu cá về nướng nhá. Chú hồ hay ăn cá gì? Vòi, các em ơi, ở đâu có cá vòi không thì chị đi xuống hết cá vòi. Cái lên kia là hồ. Yeah. Em thích ăn cá. Cá cookie. Cookie hả? Xung quanh luôn. Rất là đẹp. Hôm nay là một ngày đi chơi rất là lý tưởng luôn các em. Bây giờ bạn Su sẽ đứng lên và nhảy một điệu tặng tất cả các bạn nào. Đấy là điều nhảy con lươn của bạn Su của chúng ta. Bạn ấy rất là nhắn nhít, các em nhìn thấy không? Đấy, đi đóng thế thôi, còn đây thì nhắn nhít kinh điển luôn. Các em ơi, ở phía đằng kia còn có người ta thức lê xe ô tô để đi đấy. Em ơi, Su có đi ô tô không? Chắc được, chúng ta sẽ đi thêm một chiếc ô tô. Chúng ta đi chơi nhá. Yeah. Thank you.
Xu chọn xe đi. Xu chọn một chiếc xe nào khủng nhất. Đâu, Xu chọn xe nào? Đấy. Xe này à? Wow, có xe đấy hơi khủng luôn đấy. Điều khiển khó không ạ? Chào lên. Đâu hả? À, chị chưa bao giờ được đi cái xe này nên không biết. Đấy, Xu hôm nay đi. Ủa vậy chị ra luôn. Bằng vào bằng ạ. Xong ở đâu thì nó chạy bằng bật. À đây đúng không ạ? Con đấy lúc kia nó tự đi. Đấy, Xu lái đi, Xu lái đi, Xu lái đi. Đưa bánh ra, qua bỏ bánh ra. Lái lái ra đằng này. Vặn vặn, đúng rồi, vặn ra. Lùi là cái kia cần đổi tên. Đấy, bạn Xu của chúng ta đang lái rất ngầu luôn. Xu lái đi, Xu. Đó, bạn Xu đấy. Đây là lần đầu tiên bạn Xu bạn ấy đi xe điện đấy các em. Bởi vì là bạn ấy không mấy khi bạn đi đâu, nhưng bạn đi khá là giỏi. Xu ơi đi, thích không em? Đấy, bạn Xu của chúng ta đang rất thích luôn. Đó. Các em ơi, đây là cuối tuần của bọn chị. Đấy, đây là công viên mà bọn chị hay quay, nhưng mà bên này là bên để cho mọi người đi chơi ấy. Rất là rộng luôn em, có rất nhiều luôn cuối tuần nên là các nhà này lều này và cả có những dịch vụ cho bọn trẻ con đi ấy. Đây này, bên này rất là nhiều, đấy là khu mà chị vừa đỏ chỗ đấy đấy, cắm trại chỗ đấy đấy. Đó, các em nhìn thấy không, rất là đẹp. Nếu mà các em có điều kiện thì đi chơi bạn Xu của chúng ta kìa. Đó, và các em biết kia là ai không? Kia là một người thầm lặng luôn quay những video rất là đẹp cho bọn chị đấy. Anh ấy đang điều khiển cùng với Xu. Xu ơi, Xu. Xu ơi, cảm nghĩ của Xu thế nào khi đi xe? Rất thích. Yeah. Từ. Trời ơi, bạn Xu của chúng ta đang toát hết mồ hôi, bạn ấy mải chơi và bạn ấy không quay nữa rồi này các em này. Đó, ví dụ chị không thể đuổi kịp bạn ấy luôn. Xu đi rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh. Các em ơi, vui lắm các em ạ. Vậy chị sẽ dừng video ở đây nhá. Còn chị sẽ để cho bạn Xu của chúng ta được đi chơi thoải mái hơn. Chứ quay như thế này chị sẽ không đuổi được theo bạn ấy đâu. Hẹn gặp lại các em trong video sau. Xu ơi, chào các bạn nhé. Chào tất cả các bạn. Yeah. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhá. Đấy, bạn Xu của chúng ta đang nóng tắt hết cả mồ hôi rồi đấy các em. Tạm biệt các em.